cụ lại có câu: làm con gái thật tuyệt. Nhưng mà thật sự là khi mà làm con gái thì có rất nhiều thứ cần phải chăm sóc. Và trong những video lần trước thì mình đã nói về cách chăm sóc da mặt, chăm sóc da toàn thân. Và trong video ngày hôm nay, sau khi rất nhiều bạn yêu cầu thì hôm nay mình sẽ nói về cách chăm sóc tóc. Nếu mọi người có tóc mỏng hoặc là chất tóc tơ hoặc là tóc khó tạo độ bồng như tóc của mình thì đề nghị giơ tay ngay lập tức, bởi vì video này là dành cho mọi người. Tóc mình thì là chất tóc tơ nên là rất là khó tạo độ bồng cho tóc. Và nhất là trong những ngày mùa hè khi mà mồ hôi hoặc là dầu da thì tóc ẹp vào mặt là chuyện rất là bình thường. Vì thế nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách mà mình chăm sóc tóc. Và ở cuối video này thì sẽ là một số sản phẩm mà đã giúp cho tóc mình tạo độ bồng rất là hiệu quả. Và nếu đấy là những thông tin mà mọi người cần tìm thì đừng quên xem đến cuối video này nhé. Và việc đầu tiên trong công cụ chăm sóc tóc đấy là gội đầu. Và cái này thì mình nghĩ là ai cũng làm, ít nhất là mình hy vọng là như thế. Và sản phẩm mình có ở đây gọi là Pantene Pro V Color Revival. Và trong vòng 2 năm nay thì mình đã không sử dụng dầu xả nữa. Bởi vì theo mình thì dầu xả làm cho tóc mình mềm mượt hơn sau khi sử dụng, nhưng mình cảm thấy nó cũng làm cho đầu mình bẩn nhanh hơn. Và mình chọn dầu gội này bởi vì nó giúp cho màu tóc của mình giữ rất là lâu và không bị phai, bởi vì tóc mình bây giờ đang là tóc nhuộm. Và sau khi gội đầu thì mình thường quấn tóc lên trên khăn tắm để cho tóc có thể khô nhanh hơn. Và mọi người lưu ý là không bao giờ được dùng khăn tắm và sau đấy dùng như thế này ở trên tóc nhá, bởi vì như thế sẽ làm cho tóc gãy rụng rất là nhanh. Thường thì tóc mình chỉ sau khi cuốn lên trên khăn tắm thôi thì đã khô rất là nhanh rồi, bởi vì như mình đã nói thì tóc mình rất là mỏng và sợi tóc rất là tơ nữa. Và một tuần một lần mình sẽ dùng mặt nạ cho tóc. Và mặt nạ này có thể là rất quen thuộc đối với mọi người. Và mặt nạ mình dùng đấy là Macadamia Natural Oil Deep Repair Mask. Và cái này thì có tác dụng rất tốt trong việc là làm tóc mình suôn và mềm mượt hơn. Và rất là phù hợp cho những bạn nào mà có tóc đang bị hư tổn. Và cái mỗi lần dùng cái này thì chỉ cần sử dụng 7 phút ở trên tóc và sau đấy xả lại bằng nước ấm. Và sau khi mà tháo tóc ra khỏi khăn tắm thì mình sẽ sử dụng serum cho tóc. Và serum mình dùng là Pantene Pro V Color Brilliant Serum. Và sản phẩm này thì có tác dụng rất tốt trong việc là làm cho tóc mình nhìn bóng khỏe hơn. Bởi vì mình không biết là có chất gì ở trong này, nhưng mà nó làm cho tóc mình khi mà đi ra ngoài trời nắng ấy thì nhìn là bóng khỏe hơn rất là nhiều. Và nhất là bây giờ khi mà tóc mình đang nhuộm highlight thì nhìn nó rất là đẹp. Và sau khi dùng serum thì mình sẽ dùng đến một loại dưỡng tóc. Và loại mình có ở đây gọi là It's a Tan Miracle Leave-In Plus Keratin. Và có thể là mọi người đang thắc mắc là keratin ở trong này có nghĩa là gì. Và chất này thì rất là tốt cho những bạn nào mà muốn tóc mình thẳng hơn và nhìn suôn mềm hơn, bởi vì nó có rất nhiều tác dụng. Ở trên cái này thì nó có ghi là có 10 tác dụng ở đây. Và tác dụng mình có thể nhìn thấy rõ nhất đấy là nó làm cho tóc mình khỏe hơn và làm cho tóc mình suôn mềm hơn. Và nhất là cho những bạn mà có tóc khô hoặc là sơ hoặc là hay bị rối ấy, thì mình đặc biệt highly recommend sản phẩm này. Và mình nói có thể mọi người không tin, từ năm mình 17, 18 tuổi gì đấy thì mình đã không dùng lược nữa rồi. Thực sự tóc mình chỉ cần sau khi mà gội thì chỉ cần dùng sản phẩm này sau đấy cho nó khô tự nhiên thì nó cũng rất là mượt rồi. Trước khi làm xoăn thì phải dùng lược để cho nó, để cho tóc nó không bị dính vào nhau. Còn ngoài ra thì mình không bao giờ dùng lược cả. Và bây giờ có lẽ là phần mọi người đã mong chờ nhất, đấy là làm thế nào để cho tóc tạo được độ phồng. Và một cách mình hay làm đấy là không bao giờ để cho tóc khô tự nhiên, và mình hay dùng máy sấy. Và máy sấy thì mọi người có thể dùng bất kỳ loại máy nào mà mọi người có. Và trước khi sấy thì mình sẽ sử dụng một sản phẩm làm cho chân tóc nó được dựng hơn và cứng hơn. Và sản phẩm mình có ở đây là của Bumble and Bumble BB Thickening Hairspray. Và sản phẩm này thì khi mà xịt ở dưới chân tóc thì nó sẽ làm cho chân tóc mình cứng hơn. Vì thế nên khi mà sấy thì nó sẽ tạo cho tóc có độ bồng hơn, nhất là tóc ở chỗ phần mái như thế này. Sản phẩm này thì mình đã mua từ rất là lâu rồi, tuy nhiên là mới chỉ dùng được từng này. Và chỉ có một điểm trừ duy nhất cho sản phẩm này, đấy là mùi của nó hơi nặng một chút. Vì thế nên là khi mà dùng thì mọi người cố gắng là mở cửa sổ cho mùi nó bay bớt ra, không thì rất là khó thở. Và sau khi sử dụng sản phẩm mà mình vừa nói thì mình sẽ sử dụng sang mousse. Và mousse đấy là một dạng bọt mà khi mà bạn xịt lên trên tay ấy, mà nó sẽ cảm giác như là cái whipping cream của cà phê ấy. Nhìn chỉ muốn ăn luôn thôi. Nhưng mà mình khuyên mọi người là không bao giờ được ăn những cái đấy nhá. Và sản phẩm mình dùng thì gọi là Big Sexy Hair Root Pump Plus. Và khi dùng cái này thì nó sẽ làm cho chân tóc của mình cứng hơn. Vì thế nên khi sấy sẽ tạo độ bồng hơn. Và cái này thì còn có tác dụng là Humidity Resistant. Tức là khi mà dùng ở những nơi mà có độ ẩm cao ấy, thì nó sẽ làm cho tóc mình đỡ bẩn nhanh hơn.
mỗi lần mình dùng cái này thì mình có thể không gội đầu từ 2 đến 3 ngày, vì thế nên là kiểu 2 trong 1. Và khi mình dùng cái này thì mình chỉ dùng một ít lên trên tay, sau đấy dùng ở dưới chân tóc, và có tác dụng rất là tốt. Và như mình được biết là Big Sexy Hair thì ở Việt Nam cũng bán rất là nhiều, nên là mọi người có thể tìm thấy ở những cái hàng cắt tóc hoặc là ở những hàng bán mỹ phẩm chẳng hạn. Và sau khi dùng hai sản phẩm đấy thì cách sấy tóc cũng rất là quan trọng. Và thay vì chỉ sấy tóc theo một chiều như là theo chiều mái của mình, thì mình thường sấy cả theo chiều ngược lại và theo chiều từ dưới lên. Và cách đấy thì cũng làm cho tóc mình có độ bồng hơn rất là nhiều. Và sau khi mà sấy thì mọi người có thể nhìn thấy là tóc mình đã có độ phồng hơn rất là nhiều. Nếu mọi người vẫn chưa vừa lòng thì có thể dùng tay và sau đấy lắc nhẹ nhàng ở trên tóc, thì sẽ làm cho tóc có độ bồng nhiều hơn nữa. Và ngoài ra thì việc làm xoăn cho tóc thì cũng làm cho tóc có độ bồng hơn. Và trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết về cách mà mình hay làm xoăn cho tóc, bởi vì mình không muốn là video này sẽ quá dài. Và vì thế nếu mọi người quan tâm thì đừng quên xem video tiếp theo nhé. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ tất cả những bước mà mình làm để chăm sóc cho mái tóc của mình. Và nếu mọi người có câu hỏi gì thì đừng quên comment cho mình biết ở dưới nhé. Và nếu mọi người thấy video này hữu ích thì đừng quên like và subscribe cho channel của mình ngay dưới này để có thể xem những video tiếp theo. Và như thường lệ thì video ngày hôm nay đến đây là hết, và mình sẽ gặp lại mọi người trong video lần sau.